My lovely kids xin chào các bạn nhỏ của cô các bạn biết đấy môn học tiếng anh có vô vàn những điều thú vị để chúng ta có thể khám phá và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học và tìm hiểu về một chủ đề mới mẻ nhưng cũng vô cùng hấp dẫn nhé đó chính là adjectives hay còn gọi là tính từ bài học về các tính từ trong ngày hôm nay sẽ khiến các con cảm thấy vô cùng thích thú đó vậy thì tính từ là gì các con nhỉ nghe có vẻ lạ lắm phải không? và để có thể hiểu được tính từ là như thế nào, thì trước tiên chúng ta hãy cùng nhớ lại một kiến thức cơ bản nhé, đó là now hay còn gọi là danh từ. như chúng ta đã biết, thì now is a person, place or thing. danh từ chính là những từ chỉ người, một nơi trốn hoặc là một đồ vật gì đó. chẳng hạn như ở đây, một người có thể là a girl, một bạn gái. một nơi trốn có thể là a school, một trường học và đồ vật thì có thể là a table, một cái bàn. Đó là những danh từ. Và tiếp theo, remember, các con hãy nhớ nhé, tính từ sẽ được dùng để miêu tả những danh từ. Nghe khá là giống với những gì chúng ta được học ở trong môn tiếng Việt phải không nào? Tính từ sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về các danh từ, trả lời được câu hỏi danh từ đó như thế nào. Và chính vì vậy mà thông qua các tính từ thì thế giới của chúng ta sẽ trở nên đầy màu sắc và ý nghĩa hơn đó. Ok, và bây giờ hãy thử quay trở lại với ba danh từ mà chúng ta vừa nhắc tới nha. Girl, school and table. Hai tính từ mà chúng ta có thể dùng để miêu tả một cô gái là gì nhỉ? Cô ấy có trẻ không? Yes. Vậy thì đầu tiên chúng ta có tính từ là young. Cô ấy cũng có thể rất là hài hước nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ có tính từ là funny. Thế còn trường học thì sao? Trường học cũng là một danh từ. Vậy thì chúng ta có thể có hai tính từ để miêu tả cho nó, đó là big and new. Trường học thật là to và mới. Còn cái bàn thì sẽ thế nào? Cái bàn như chúng ta thấy khá là dài, vậy nên chúng ta sẽ có tính từ long và chúng ta cũng thấy nó có màu nâu. Tiếp theo, tính từ sẽ là brown. Vậy các từ như là young, funny, big, new, long and brown đều là các tính từ vì chúng đang miêu tả cho các danh từ, chúng cho chúng ta biết thêm nhiều hơn về các danh từ đó như thế nào. Học về các tính từ có vẻ khá là thú vị phải không các con? Và bây giờ thì cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một số những tính từ khác nhé. Đầu tiên, bức tranh này là một con cá, a fish. Chúng ta có thể dùng những tính từ nào để miêu tả nó nhỉ? Ừ, trong con cá này có vẻ hơi xấu xí một chút, vậy thì chúng ta sẽ có tính từ ugly. Con cá này cũng còn nhỏ nữa, thế nên chúng ta có thể dùng tính từ small. Next, who is this? Đây là ai hả các con? Yes, grandma. Chúng ta có thể dùng những tính từ nào để miêu tả về bà của mình? Is she old or young? Yes, she's old. Bà của chúng ta đã già rồi phải không nào? Thế nhưng trông bà như thế nào nhỉ? Bà vẫn đang rất vui vẻ phải không? Vậy nên chúng ta lại có thêm một tính từ nữa vui vẻ là happy. Hãy thử xem một ví dụ nữa nhé. Hai cậu bé ở bên tay trái vì nghịch bùn nên đã bị bẩn hết rồi phải không nào? Vậy nên từ bẩn chính là dirty. Ngược lại thì hình ảnh bàn tay ở phía bên phải lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Vậy nên ta sẽ dùng tính từ khác để miêu tả đôi bàn tay này, đó là clean. Đến đây thì chúng ta đã cùng nhau đi được gần hết chặng đường khám phá về các tính từ rồi đó các con ạ phần tiếp theo chính là các kiểu tính từ mà chúng ta thường gặp nhất tính từ nói về con người thì đó có thể là tính cách là ngoại hình nơi trốn và đồ vật thì chúng ta thường nhắc tới những tính từ như là size kích cỡ color màu sắc shape hình dạng look like trông như thế nào sound like nghe như thế nào feel like cảm thấy như thế nào và còn vô vàn những loại tính từ khác nữa các con cũng cần nhớ rằng tính từ có thể đứng trước danh từ nhé ở đây cô sẽ viết tắt adjectives là adj và now là n chẳng hạn như chúng ta có a big spider một con nhện to a long pencil một cây bút chì dài và a pretty dress một chiếc váy xinh đẹp ta thấy rằng tính từ khi kết hợp với danh từ trong trường hợp này sẽ tạo thành một cụm danh từ thế nhưng các con biết đấy Tiếng Anh đâu chỉ có những từ hay cụm từ riêng biệt đâu đúng không nào, mà chúng ta còn có cả những cấu trúc câu hoàn chỉnh nữa, bao gồm đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, chính là các danh từ, động từ và tính từ. Trong một câu, các con hãy nhớ rằng động từ to be luôn đứng trước tính từ nhé. Ví dụ chúng ta có câu sau. This cat is cute. Con mèo này dễ thương quá. Danh từ this cat sẽ đứng đầu câu, đóng vai trò làm chủ ngữ. Sau đó là động từ to be với danh từ số ít là is và cuối cùng là tính từ cute. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có câu sau: The boy is short. Với thứ tự trong câu lần lượt là danh từ, động từ to be và tính từ. Cấu trúc này có thể hiểu là danh từ đó như thế nào. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá thêm một cấu trúc khác nhé. Chúng ta đã được học về các đại từ chỉ định: this, that, these, those có nghĩa là đây, kia đúng không nào? vậy thì ở đây ta sẽ có thứ tự trong một câu lần lượt là this, that, these, those sau đó là động từ to be sau đó là a, an rồi tiếp đến là tính từ và cuối cùng là danh từ ví dụ this is a big elephant đây là một con voi to hoặc một câu khác those are funny girls các bạn cần lưu ý điều này nhé chỉ có danh từ số ít mới đi cùng a hoặc là an thôi vậy nên girls là số nhiều chúng ta sẽ không cần thêm ơ ân nhé. Cấu trúc này có thể hiểu là đây, kia là danh từ như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử sắp xếp lại các câu sau đây nhé. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ lại kiến thức và giải quyết bài tập sau. Ở câu đầu tiên, từ giờ giống như ví dụ vừa được học sẽ được cho lên đầu câu. Tiếp theo là danh từ back, kế tiếp là động từ to be, is và cuối cùng là tính từ hay ở câu này chính là màu sắc black. Câu được sắp xếp đúng sẽ là the bag is black. Đến với câu tiếp theo, chúng ta để ý có từ gì giống với một trong hai cấu trúc vừa được học không nhỉ? Đúng vậy, từ this phải không nào? Vậy thì nó cần được đưa lên đầu câu. Tiếp theo là động từ to be, is. Và ở đây chỉ có một chú hà mã thôi, nên chúng ta cần phải đưa mạo từ a uh, vào nhé. Cuối cùng vẫn là tính từ cute, rồi mới đến danh từ hippo. Cả câu được viết lại chính là This is a cute hippo. Đây là một chú hà mã đáng yêu. Đó là cấu trúc thứ hai mà chúng ta vừa học. Tương tự đối với hai câu còn lại, chúng ta sẽ có đáp án lần lượt là That baby is small. This is a tall chair. Và để tổng kết lại những kiến thức trên, các con hãy nhớ là tính từ dùng để miêu tả danh từ, đó là người, nơi chốn hoặc đồ vật và để có thể sử dụng được tính từ thì chúng ta cũng cần biết dùng danh từ nữa, vì tính từ sẽ tô điểm và làm cho các danh từ trở nên ý nghĩa, sinh động và tràn ngập màu sắc hơn. And that's the end of the lesson. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô mong rằng qua chủ đề adjectives tính từ ngày hôm nay thì các con đã có thể hiểu được và biết cách sử dụng tính từ như thế nào nhé. Goodbye and see you soon.